Đầu tiên là mình bật công tắc on off ha, sau đó mình bấm vô connect thì mình bật các thiết bị mà thu Bluetooth lên, thí dụ vậy như là con máy tính này đi, và con HP này đi, và con HP này thì bật Bluetooth lên thì nó sẽ nhận là Bluetooth 3.0 keyboard, hoặc là bên điện thoại nó cũng sẽ nhận là Bluetooth 3.0 keyboard. Và bây giờ thí dụ vậy mình kết nối, kết nối ok rồi. Dạ, coi như đánh bình thường thôi ạ. Dạ, nó đã thấy ạ. Đây, em quay xa xa ra ha. Nhạc của tôi gì đó. Ok chưa ạ. Enter. Là tự nó sẽ kết nối thôi ha. Ngon lành. Và bất cứ thiết bị nào có Bluetooth nha, bất cứ thiết bị nào có Bluetooth là em nó sẽ kết nối được với em đó. Dạ, đèn led đồ này nọ ngon lành lắm rồi. Đây. Dạ, pin sạc là cổng micro ha. Đây. Sạc là sạc cổng micro. Dạ, xài pin sạc, chặt căng.